Mình là Trần Hàn và năm nay thì mình 14 tuổi. Tên là Thiên Ân và năm nay mình 13 tuổi. Mình là Nguyễn Lê Gia Phong. Mình tên là Mai Phương. Lần đầu bạn biết rung động là khi nào? Là vào năm mình học lớp 3. Mình đã từng rung động lúc mà mình còn học lớp 2 ạ. Vào đầu năm lớp 7 thì mình đã gặp bạn ý và mình đã yên thấy thích bạn ý. Nó là kiểu đấy là cái cảm xúc mà ai trong học cũng sẽ có một chút ý. Thì mình là vào năm lớp 8. Điều gì của đối phương khiến bạn cảm thấy ấn tượng? Bạn ấy học rất là giỏi và bạn ấy học giỏi hơn mình. Thế nên là hồi đấy mình rất là ngưỡng mộ cái sự học giỏi của bạn ấy. Bạn ấy xinh đẹp. Một tên học lực cũng là khá là tốt luôn. Bạn ấy rất là nhỏ nhắn. Bạn ấy luôn luôn kiểu hay chia sẻ cái điều muốn chia sẻ với người khác ấy ạ. Bạn ấy không phải người solid treatment. Là một người học khá là tốt trong các cái môn tư duy logic như là toán hay là các cái môn về sinh học vật lý ấy. Thì bạn cũng có thể gọi là nhạy, giải quyết được vấn đề khi mà bị đưa ra ngay lập tức. Lúc mà ra cổng trường thì bạn ấy có gửi cho mình một bức thư. Bạn ấy bảo là nếu như mà sau này lớn lên chúng ta có thể trở thành vợ chồng của nhau. Hả? Mình cũng hơi bối rối với cái quan điểm đó của bạn. Hồi đấy thì hầu như giờ ra chơi nào bọn mình cũng sẽ nắm tay nhau và đi khắp hành lang. Sau đấy là thậm chí là còn nói mấy câu thả thính, nó rất là ngây thơ. Mình chỉ nhớ mỗi một câu thôi, nhưng mà đấy là tớ thích cậu từ trái đất đến mặt trăng. Thì đấy là cái câu nói duy nhất mà mình vẫn còn nhớ đến bây giờ. Và các bạn lớp mình trêu chọc mình rất là nhiều về cái câu đấy. Hôm đấy là mình với là bạn ý đi chơi, xong rồi luôn ngồi trong xe phim và đang nắm tay nhau. Bạn đã bao giờ thổ lộ tình cảm cho người đó biết hay chưa? Thật ra thì mình chưa thổ lộ, bởi vì gọi là sao nhỉ, nói chung là hiện tại thì cái việc mà mình có cái rung động ấy thì mình hiểu theo đó chỉ là một cái sự cảm mến ấy. Và nó nếu như mà mình lún sâu quá thì mình sẽ dễ bị rất là nhiều cái cảm xúc, nếu nó không ổn thì sẽ bị tiêu cực. Nên là mình thường sẽ là người nằm trong thế bị động hơn là thế chủ động. Mình đã từng bày tỏ mình muốn thân thiết hơn với bạn ý vào cuối năm lớp 7. Thì cái phản ứng bạn ý đầu tiên là rất là ngạc nhiên. Và thứ hai là bạn ý rất là vui ạ. Và thứ ba là bạn ý và mình cũng kiểu rất là vui khi mà được thân thiết hơn với nhau, cũng như được làm bạn với nhau ấy. Ở khi đấy thì bạn ý đã là người đứng trước mặt mình và nói với mình là bạn ý thích mình. Và thật tình cờ là mình cũng thích bạn đấy. Vì thế nên là khi được thổ lộ như thế thì ai cũng sẽ cảm thấy rất là sung sướng, hạnh phúc ở trong người ấy. Chúng mình hay dành thời gian, những cái giờ thời gian rảnh vẫn hay dành ngồi nói chuyện với nhau, hoặc là kiểu đi dạo các thứ với nhau, kiểu chơi với nhau. Bởi vì hồi đấy thì không thể nào có một cái suy nghĩ người lớn được, nên là nó chỉ rất là trẻ con, lúc nào cũng thích đứng gần nhau, xong rồi nắm tay. Kiểu như là nó rất là, như là mình nghĩ lại mình thấy nó rất là buồn cười ấy. Bạn có bị bạn bè người xung quanh trêu chọc về điều này hay không? Cái này là điều mà chắc chắn nó sẽ xảy ra. Không có một ai mà yêu xong bây giờ bị biết thì sẽ không bị được cả. Tuy nhiên là mình thì cũng trộm vía là có những người bạn biết là mình rung động nhưng cũng không trêu. Còn có một số người thì khá là cà chọt thì họ sẽ trêu. Vì mỗi người sẽ có một cái quan điểm khác, thì đương nhiên là cái cách mà họ trêu cũng có thể gây ra nhiều khác. Như là những cái người mà họ thấy trêu vui vui bình thường ấy, thì họ sẽ trêu mới là thoải mái nhẹ nhàng. Nhưng những người mà họ kiểu bị over quá ấy, thì họ sẽ làm mọi thứ nó serious hơn. Và cái cách mà họ làm để có thể bất cứ đâu mà nó khá là ảnh hưởng đến nhiều thứ khác. Chắc chắn là có. Hồi đấy thì mọi người hay gặp mình là cặp đôi của lớp. Và mọi người đến tận bây giờ mình đã học lớp 8 rồi, nhưng mà mọi người vẫn lôi câu chuyện đấy ra và trêu mình. Thậm chí là cái câu thả thính mà mình đã nói lúc trước thì mọi người suốt ngày nói được với mình và gọi là đấy, đã từng nói như thế đấy. Thế, nói chung là nó rất khi bây giờ mình đã dừng lại cái chuyện đấy rồi, nên là mình cảm thấy đôi khi nó rất là khó chịu, tại vì mọi người trêu mình quá là nhiều luôn. Điều duy nhất mà mình bị trêu chọc nó chính là các bạn nam khác cố tình làm cho cái bạn nữ đấy tổn thương trong tình yêu.
như là ghép mình với một bạn nữ khác trong lớp để khiến cho bạn gái đó trở nên ghen tuông, với cả là xuất hiện thêm người thứ ba trong cuộc tình làm hỗn loạn. Mọi người nói những rung động đầu tiên này chỉ là nhất thời, vu vơ, đến nhanh và đi nhanh. Bạn nghĩ sao về quan điểm này? Sự rung động này ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của bạn? Khi mà mình còn nhỏ thì những cái rung động đấy nó là có thể là cảm xúc nhất thời. Cái đấy khi mà mình còn bé thì nó sẽ chỉ là những cái cảm xúc nó rất là ngây thơ. Vì thế nên nó sẽ mang đến cho mình những cái niềm vui trong cuộc sống, những cái điều tích cực. Khi đấy mình và bạn thân của mình đang có một số những dặn nứt trục trặc và chúng mình gần như là không chơi với nhau. Vì thế nên là sự xuất hiện của bạn này nó khỏa lấp cái khoảng trống mà mình đang cảm thấy cô đơn. Thì khi mà mình có bạn ấy vào thì mình cảm thấy khi mà ở trường nó không chán như lúc mà mình ở một mình nữa. Với cả bạn ấy cũng là một người hay đùa, vì thế nên là đôi lúc khi mình cảm thấy buồn bạn ấy sẽ ra hỏi han là cậu sao thế. Rồi là bạn sẽ đùa để mình trở nên vui hơn. Và bạn đôi lúc cũng sẽ nhường cho mình ở một số các tình huống. Mình nghĩ rằng là nó là những cái kỷ niệm rất là đẹp và mình sẽ luôn nhớ cái điều đấy. Có thể là nó sẽ đến nhanh và đi cũng nhanh, nhưng mà cái khoảng thời gian mà mình có nó thì mình sẽ luôn trân trọng nó. Hiện tại bạn và đối phương thế nào? Gọi là sao nhỉ? Nó cũng có thể gọi là... vẫn là ổn thôi. Bây giờ thì mình với bạn ấy không còn liên lạc với nhau. Thời gian đó đến hiện tại đã là khoảng 5-6 năm gì đó rồi. Thế nên là chúng mình không còn có một cái sự trò chuyện gì nữa cả, vì bạn ấy cũng đã chuyển trường. Và chúng mình có đôi lúc gặp lại ở một số bữa tiệc sinh nhật của các bạn hồi đấy cũng học cùng. Bạn ấy có thể là đang sống cuộc sống của bạn ấy và mình đang sống cuộc sống của mình. Chúng mình cũng không còn liên quan gì đến nhau nữa cả. Mình và bạn ấy đã trở thành người yêu. Và cảm xúc của mình từ ban đầu đến bây giờ mình thấy cũng chẳng khác gì, có khi là tăng lên cơ. Bởi vì là khi mà kiểu yêu nhau lâu ấy thì mình có thể chia sẻ được nhiều hơn này. Bạn có muốn nói gì với sự rung động đầu tiên này không? Mình nghĩ là cái sự rung động đấy là cái cảm xúc tự nhiên của mình khi mà mình tiếp xúc với một ai đó. Vì thế nên là mình rất là cảm ơn cái sự rung động đấy đã cho mình những cái kỷ niệm rất là đẹp. Trong những năm tháng mình đi học, bởi vì sau này mình lớn lên, mình sẽ có nhiều cuộc sống, làm việc, và mình đôi khi sẽ kiểu không còn thời gian cho cái việc đấy nữa. Thế nên là nó cũng là một cái trải nghiệm rất là đáng nhớ, và mình sẽ luôn nhớ những cái kỷ niệm mà mình đã có với sự rung động đấy. Và hy vọng cái mối quan hệ của chúng mình sẽ luôn tốt đẹp và bền vững hơn. Mình chúc bạn có một cuộc sống thật là vui và hy vọng tao vẫn sẽ là bạn. Mình nghĩ là mình sẽ không cần phải nhận xét gì cả đâu, bởi vì mình khen bạn ấy trên lớp là đủ rồi, không cần phải khen ở trên này làm gì nữa. Ok, cảm ơn mọi người.